Theo tiết lộ của cô gái hành nghề mại dâm này, thì đây là cách để giao dịch với những khách làng chơi. Có một người giới thiệu cho em là nếu chị dám làm thì chị cho em số điện thoại, em liên hệ với người ta thì người ta sẽ giúp chị. Vì trước tiên chị phải chụp một bộ ảnh, chụp bộ ảnh xong rồi người ta sẽ đăng bài lên kèm cái số điện thoại đấy của chị. Sau khi những hình ảnh khỏa thân được đăng tải trên trang web đen, thì việc hàng ngày của những cô gái buôn phấn bán hương là nghe điện thoại và tiếp khách. Còn những ông chủ giấu mặt đứng sau điều hành trang web môi giới mại dâm chỉ việc ung dung ngồi thu tiền. Khi mà ví dụ như em chuyển tiền cho cái người mà sẽ đăng bài cho em ấy, thì là qua cái người mà giới thiệu cho em, một tháng thì là cứ đủ 28 ngày nó sẽ thu tiền một lần. Không đưa tiền thì họ sẽ gỡ bài xuống khỏi trang. Dạ, em tháng em làm 4 triệu. Nhưng mà chỉ cho người ta 4 triệu? Dạ. Người ta gửi số tài khoản này xuống tài khoản kia thôi, nhưng người ta không có liên lạc với mình. Tới tháng là người ta cứ điện này, nó nói là chuyển khoản này thôi. Mình hoàn toàn mình không biết người đó là ai luôn. Nếu đúng như chia sẻ, thì bao nhiêu cô gái được đăng tải thì cũng là bấy nhiêu nguồn thu của ông chủ giấu mặt đứng sau điều hành tổ chức. Vậy còn những khách sạn nhà nghỉ có mối liên quan như thế nào trong đường dây tổ chức môi giới mại dâm này? Đóng rồi đấy, bọn trẻ con nó không biết. Thế là nó cứ khách gọi nó mở. Lúc gọi điện đến thì bảo khách quen thì đấy chứ anh, chứ mình không biết là người ta vào để bán dâm. Quản lý khách sạn không biết hoạt động mại dâm tại cơ sở của mình, nhưng tài liệu điều tra của cơ quan công an thì lại chứng minh điều ngược lại. Đối với các chủ khách sạn cũng như là quản lý khách sạn có biết những cô gái này vào đây với mục đích mua bán dâm. Khi có sự mối liên hệ mật thiết giữa khách sạn và gái bán dâm thì chủ khách sạn sẽ mở cửa và cô gái này ra vào thường xuyên, có thể là từ phòng này sang phòng khác để thực hiện hành vi mua bán dâm. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khách sạn. Dù cơ quan công an thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, yêu cầu chủ kinh doanh viết bản cam kết, nhưng khoản lợi nhuận phi pháp kiếm được từ hoạt động chứa chấp mại dâm là không nhỏ, nên không ít chủ cơ sở vẫn bất chấp để kiếm tiền. Dù đang trong thời điểm Hà Nội thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng khách sạn nằm khuất trong ngõ của đường Trần Duy Hưng vẫn nhộn nhịp khách qua lại, theo tiết lộ của cô gái đang hành nghề ở đây. 10 tầng nào cũng người hết, full luôn. Vì đường dây mại dâm được tổ chức điều hành qua mạng Internet, liên tục thay đổi địa điểm khách sạn và địa bàn hoạt động, nên đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an. Với mạng lưới nhà nghỉ khách sạn liên kết làm ăn trải dài trên nhiều địa bàn khác nhau thuộc các quận nội thành, việc tồn tại đường dây này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất phức tạp và khó lường. Vì nếu không may có một cô gái bán dâm dương tính với Covid-19, thì việc truy vết, cách ly sẽ cực kỳ vất vả và khó khăn.